Hello, mình là bác tôi chỉ như là kỹ thần mà mình xin nhà ăn luôn bố kia này bây giờ chưa chụp vào đấy nhưng mà đi đâu phải đợi giá gì là để bỏ nước kia để bác thoát sinh khả năng thì chết đấy nó khổ thoát sinh trên chó không chào chào khổ thì được không chào không chào bỏ nước kia nhà đi vệ sinh kia trên chó trong lúc bố chưa đấy bố sai từ vệ sinh kia trên chó này bỏ nước cô được người giá gì là đấy thoát sinh chỉ để bác thoát sinh khả năng thì chết cô làm được bao má thì ra luôn nha cả ta luôn nhà mẹ anh em đâu rồi mẹ bỏ nước phòng nhà đi vệ sinh kia trên chó dù gì bây giờ thì video lên má nhà hồi bị đại bại nhé thì trong mấy sinh nhà này nè bọn nó tôi đi cả ta là mấy sinh nhà này nè thì không ra đi để sửa lại để biết phát sinh cái này cái này cái này nữa như này thì nó để ra để video không ra đi để để biết chỗ chuyện đâu mình chỉ để cho chồng biết phát sinh cái này cái này cái này nữa thì video đi bố tiền này không gì bố để biết tiêu chuẩn mà nhé hay rồi thì thế má dù chưa phải tôi bảo nó giá trị ra là đi cả đó tiền này là cho nó ngã khổ rồi đi đâu chả đi nên để cái má có thể là đi chỉ để bảo nó ngã khổ rồi bây giờ ai đó ngã khổ thôi biết đấy phụ mà cho bà đi nên là xuống bà đi nên là xuống không bà đi xuống là lòng như chỉ bảo mấy à đó tôi phải phòng nhà đi nhà ngã khổ thật biết đấy không bà đi với cái giá bảo sửa phòng nhà đi chỉ mấy cái này chắc là giờ đó không sao không sao bỏ nó thì đừng như tiền cha cái này đi chỉ cái tiền cho à quê đi làm mua cái giá mấy rồi nên lấy cổ của quê mua cái giá bảo sửa thì đừng như phòng nhà đi nhà thả bà đấy rồi nó thay rồi tông thì thế anh em ăn thon nhà rồi mà lắp để quê đi anh em ăn thon nhà rồi rồi nó đi cô rồi tập quản lý nếu không sửa được thì nó tham gia xong mà nó phá hết rồi nhưng là phải đóng trả đóng đồ âm bục sinh thể trên cháu khuyên nên là mua cái giá mà sửa nó đóng thì nên đóng sửa lại khuyên thì mua cái giá mà sửa lại không nào để giải hạn vậy nếu nó cho nó biết cái thì bao giờ thì đóng ra thì nên đóng khuyên thì biết cái vậy đấy nếu đóng ra thì nó khuyên là mà đóng đồ âm bục sửa thì phá hết chỉ để là trong một độ ở khuyên thì nhé mà anh kể đấy phòng nhà liệu muốn kể để bỏ nó bên cho nó anh cá nhân nhận được anh cá nhân nhận được mà khi đó là tất cả anh cá nhân nhận được mà phá cái nó thoát khỏi cái sự hiếu sự rồi đi thay nó thay thì là tất cả một lúc lấy sự thay nó thay thay ra về tiền cháu tôi có công mua cái giá tiền là mua sự nhà cửa rồi tiền đâu à tôi có công mua cái giá bảo sự để phòng nhà đi chỉ đảm bảo nhé rồi nó ra rồi nó phải lựa chọn thì của nó thì nó bằng ngã chả tên là niệm mà bảo nó cố sự nhà ngã phải tự sinh cái tôi cháu bị cái tôi mà bảo nó phải tự sinh cái tôi cháu một lúc nhưng mà bảo vào mua cái giá bảo sự để phòng nhà đi giá thả vào đấy là bài sao chứ phụ nữ mình đã tôn nô abu bỏ nó có thể trên trọng phụ nữ mình nằm á abu có thể trên nhóm phải đi nên là sự mình sẽ đóng phải đi để bố với cả giá và sự phong nhà đi thì tôi bắt đầu mà lên đấy giá trị tạo vào đấy nhá ví dụ như cô chào đồng nhà chào bố nó cô đồng nhớ chào nó bây giờ để sinh hệ tôi chào bố nó lấy bà đi nhé cô bà đi để bố đấy bố nó lại bị đóng với cả giá trả vào sự phong nhà đi để chỉ phải không nhá rồi đi phong nhà đi thì cả đó cho nó chào bố ra để phong nhà đi để đấy và để lúc bọn nó hộ anh em là xia xia thì bọn nó sao thế đấy phòng nhà thì được ăn luôn cũng được cho nó đi ra là hai đứa có ăn luôn sushi thì đó bọn nó rồi thì video đi ra mà bọn nó đặt hàng đấy tận nhà đấy mà cái gì xong rồi chỉ đồ nhà luôn nhà cũng bị đại khách chế bài đấy nhá thì rồi mấy chuyện nhà anh em này tôi đi cái giá này tham gia đấy đấy à chú chỉ cho mình nhà cái giá này giá bị đó xin về càng cao nó sẽ phải xây nhà giá là gì bao gồm thêm mình xóa đấy đấy giá chỉ cho cái giá này giá bao nhiêu nhá nên là chỉ thứ hai mà chúng tôi ở trang trại và đi ở trái ở khuôn mua cái này ở trái này tôi có gạo ở trái vài hình cho nó dễ chết đi bám nhé rồi nãy để bà đi ở trái vài như này rồi nó thì nãy bác chào chết đi đẹp đôi đeo như bu thoát khỏi trên cháu nên tôi mua cái giá vào rồi đi phòng nhà đi cố bố bị đội trái này đẹp nhé rồi nên tôi lâu trái này tôi đã chỉ đi tôi có gạo như này rồi nó thì thế mà nãy bác đi chết đi đẹp tôi đâu ăn tôi có gạo mua cái giá vào rồi phòng nhà đi cố trái này đẹp bảo đấy và khuôn mua cái này thì nhà rồi cho nó thì mà bây giờ thằng này nó tông đuôi bút sinh về trên cháu tông nhà trên này tông ở khuôn mua cái giá vào sửa phòng nhà thì cố tránh được các bạn nhé thằng nhà dòng đi thì cả đó tông nhà nên nhé tông nhà trên nên nhé tông nhà thì cả đó thằng nhà dòng này mà tao nói thì đó mới sinh ra lại cho nó nhẹ cụ chế chế bị đấy là cho nhà thằng đi về sửa nên cho nó như chế bị đấy sắc khi anh mà như chế bị đó cái giá vào nó cả một mình mình cho nhà thằng đấy chăn nhà chỉ để sửa nên đấy chỉ sắc khi được nó như chế cái giá chỉ được ra vậy nhé rồi cho nó nên nhà rồi cho nó nhà chỉ là nhà đó xây từ đấy cô được phòng nhà gì cho nên cho nó thì chạy này đi mà rồi bón xe xe mà bịa chạy nghĩ mấy cái đồ đi à không được cho nó chạy này đi mà nó như thế nhà quý phải đi bón xe ra này nhà quý tên như thế mà thì bán được nhá thế rồi thì mà biết thay bài ba không là bài đấy thì ông mà biết thay bài ba không là bài đấy thì cái đấy mà xem nhà xí nhà phòng bị coi chứ bài ba coi chứ thì đâu được là bài đấy nó ngoài mà không bảo nhá thế rồi bài ba mà lấy đấy phòng bị nào đấy mà ba khỏi là để làm như cha để mấy xem nhà cũng để nhà này vừa từ từ đi để tìm về là thảo nó rồi mấy xem nhà này thì mà thế bị thay đổi bản đồ bạc thì đi rồi thì mà gì thay đổi bản đồ mấy sự đó này tôi chỉ cần nên tôi chỉ nói với cô làm cái bản mà suy nghĩ tôi chỉ đọc qua mà chỉ là tất cả tôi chỉ cần nên tôi chỉ nói với cô bản đồ sau đây thì đọc cái này tôi rồi làm cái bản phong đồ bạc thì gặp chế bài không nhá bản phong đồ bạc thì ở trên này thì YouTube channel đó suy nghĩ thì nó lâu ngày sau lưu để mà lấy giải quyết cái khả năng thì để bản phong đồ bạc sau đây thì nếu bạn đồng này về mang cái mục sư sau lưu là làm gì để lưu giải quyết cái khả năng thì mang cái mục sư sau lên nhà mũ kính người bị đau bón đó, lên nhà mũ kính xem bị đau tai mắt được thì bị đau bón mà lên nhà viên bị đau thay thì ở đó giải phẫu cho nó để đi,
YouTube channel đi mà lên thì không là bật lên ở miền này bọn thì là bật lên nếu YouTube channel này nếu thì ông bọn sẽ cụ thể thì nhất định là ra được cái bài nhá thì tôi cho mấy sư đồ này tôi thì cái này tôi mới xuống nhé anh yêu sao bao nhiêu nhé chia sẻ xã đi qua giá sinh mà bác anh yêu sao bao nhiêu tôi cũng đẹp đấy mình chỉ bán anh yêu sao bao nhiêu mà lớn là mình sẽ lâu mà mình chỉ đẹp đấy tôi cần là phải để tôi cho muốn anh yêu sao bao nhiêu chỉ bán tôi cũng đẹp đấy ở thu âm hát thanh trẻ đi qua nhé đi độ lúc sống đi qua đấy không nhá bây giờ khi đó mới sử dụng nên cho nó xíu mà tôi thì cái này thu mấy tôi thì như là khi mà sẽ về video cái này thu mấy xuống nhé nó thể giá sinh nhật thì khuyên người ta trả góp mới sử dụng nên tôi thì quay sang cho một thằng khác xả video bọn nó thực hiện nhưng mà bên sau thì cái này thu mấy thì đó nên không có một sự ngã là nó xả video chung cả xả của những video bị thả vào đấy nhé bây giờ mới xem nhà anh ấy nhé cú đưa mà ra cho nó tông đầu một bọn nó tông đầu một thằng cả đông đầu nữa tông đầu thằng phụ thằng cả xả video có một sự ngũ sau giờ cái ngũ số video cho nó thì đưa mà luôn ngũ tôi bị thả vào đấy tôi bị đọa vào mũ thế đó đông đông cho vụ thẻ thu chi chi để đông đông chi để xuống nhà đấy có một số cho giờ cái này cũng mới sử dụng nhưng tôi không bị được giá xin mà đó bây giờ nó thẻ được sao giờ đó mà lấy xuống thẻ đây thẻ đây cho vụ thẻ số giờ nó có một số một số giá bán một số bây giờ tôi không bị được giá xin mà đó cả nhá hay là mới xin nhà anh ấy đấy nó đâu cho bao mua bọn nó cho hai đây là xuống nhà cho nó cho giờ cái nó không đi giá cái nó thì bọn nó mà tiền 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 đồ được bọn nó mấy giờ đó giá cái nó cái xin mà bị thẻ đây giá cái nó như này đấy thì xả đi cho bây giờ cho nó tôi muốn cho các khám vào đấy nó bị đó về luôn đấy giờ đấy cái nó ở khám ở đi ở xuống đấy đấy các khám đấy đấy có một số người nó bị đó tôi bị gạt luôn đấy chỉ vào đấy tôi chưa cho đấy mình đang nhà mà băng giờ là mình sẽ nhà chỉ đấy đây tôi cho mình đang nhà mà băng mình đang nhà có một số người băng thì nó sẽ là cho nó nhà mà còn nó ở công nó băng bây giờ tiền là bị làm như là ví dụ bị vào đấy nhá mình như vậy này đó cứ bị vào bọn nó cũng như nhà chỉ là có một số người ra đi của các khám đấy nó bị tham một số người nhà vào đấy nhá thì đó mình sẽ nhà anh này cũng làm được cái mà số như khoe khám cho vụ thằng cả sao bị đó có một số người nhà này nhà chỉ đấy vì đó tông đầu mua thô trên sư giả này mới sử dụng này cha giả này có một số người cố bài sản phẩm giá trị mà thì bán đấy ta đã cố làm để tập hợp mà mới sử dụng ở đoạn mà chỗ khai giá của người cố tu bị đó bị thay là bác như là bác cao là tông đầu mua số hai giả này người bác tập bị đấy bọn đấy đó cố được bác mà là tông đầu này tông đầu tham gia xa bị đó có một số người cha giả này người tu bị đó cấp bị đó mà chết mới lúc mới sử dụng thô ta thì cố thô ta đó là có một số nhóm biên thì mới được đó là có như tương là số giá trị này của người cố là chúng tôi là thay sự bị đó bị thay bán được nhá bây giờ mấy sinh nhật này tôi đang mua thuốc chữa trị để cho mấy sinh nhật mấy sinh nhật có mấy sinh sinh nhật này của nhà sinh nhật phi để tôi cho một lúc tôi đang mua thuốc chữa trị để xuống đi thuốc chữa trị bọn nó sinh nhật này phi đấy tôi đang mua thuốc sinh thảo dược có mấy sinh nhật của mấy sinh nhật này ở đây tiếng nhà sinh nhật bọn nó đi từ nhà số thuốc đa đi đó có mấy sinh nhật bây giờ này của nhà sinh nhật khỏi đi bạc nhá thì đó tôi đang mua thẻ bọn nó tôi đang mua bì vào đó tôi đang mua tôi đang mua đi đang mua sao đẹp chuyện bọn nó nên đi thuốc chữa trị nhà hàng nhà hàng đấy nhà hàng nhà hàng nhà hàng đấy nhà sinh nhật có mấy sinh thông thái đi cả nước sinh nhật phải nó cố nhà phải nó đặt xe nhà phải nó đặt để sẵn để ta đặt chỗ bỏ nó nhà sinh nhật thông thái có mấy sinh nhật cái nông đi cả nước đấy nhà hàng đi lại thuốc chữa trị lại thuốc được bây giờ nhà sinh nhật khuyên như thế của đấy cho nó phải cả những mạng công số kỹ thuật bị thất bại thì để tôi chọn bộ lũ mấy sinh nhật này đấy dùng chính mục sách trang mỗi đi qua để sắp để đi đó thì được thu ai đặt chặt nghe chỉ để tôi định nhìn được cái đấy dùng chim mũi xịt xóa tất cả là được đến đâu cả người mà lấy được nhau thì mà nhá đây là nhà tư gì thì nói nhà chi đấy xuống nhé thì nói cũng quay qua tháp đặc biệt mọi người biết tất cả vì động viên nhà được nhà được phần này nhà thôi chỉ là xuống nhé biết bây giờ mình làm phần này thêm vào xuống tất cả này đông dần năm mươi mấy người mình thêm vào xuống đông này thì dần năm mươi mấy phần này thôi chỉ là chỉ chỉ để được cháu thì thôi bây giờ thì bây giờ mình làm cái gì mà phải là không được được tất cả vì động phần này là nhà thôi áp lực là vào đấy thì anh được tôi sẽ mãi nhá anh luôn anh còn mới xin nhá cho nên thì không là video đi của đã xong được chụp bây giờ là được thế cái bộ thu vật chỉ dụ để xí bài nhá và lúc này làm được ba cái sao thì nó bao gồm thêm sao cái này ra ba cái phong nhà đi nhà này là sinh nhật này cái sao thì nó bao gồm nhà ra sinh ra ba cái sinh nhật cái sao mới sao mới sinh nhật ra ba cái nhá và luôn luôn bộ thu vật chỉ dụ để xí bài nhá